Hi mọi người, mình Huy đây. Hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho mọi người về cái bộ hồ sơ, những cái thủ tục mình cần chuẩn bị trước khi lên máy bay. Nó còn gọi là flying checklist. Điều thứ nhất rất quan trọng và mọi người phải cực kỳ lưu ý, đó là tôi mới cà rau mọi người. Mới cà rau nhãn nhụi lắm. Hồi bữa giờ quay xong hai clip kia, anh em chiến hữu, bạn bè, gia đình nhắn gửi qua nói: "Ủa, Huy này qua can mình đã đâu phải ra ngoài hòn đảo đâu mà râu ria bồm tồm xồm, tóc tay bù xù ghê quá." Nên tôi mới quyết định xuống bộ râu này trong clip này. Đẹp không đẹp trên sông, nhưng mà cứ phục vụ cho các đồng minh chiến hữu ở Việt Nam trước cái đã. Và chính vì sau khi tôi cạo râu xong thì nó mới nảy ra cái điều thứ hai, bởi vì tôi thấy tôi có vẻ nó trẻ hơn, mặt cũng hơi mềm mẻm hơn, hài hài hơn, thì tôi quyết định cái clip này tôi sẽ quay theo phong cách nó hơi bự bự tí xíu, nó hơi tiêu tám tí xíu. Cho nó thật lòng với mọi người, hồi bữa tôi quay hai clip kia tương đối nó formal, nó nghiêm túc, cái là mình rất là bị sượng. Mình thì chắc theo phong cách giống như mình Di nói thì bẩn bựa không cần phải diễn, nhưng mà vậy nghiêm túc thì chắc cũng là cần nhập vai. Thì từ đây về sau chắc từ clip này mình cũng sẽ nói chuyện mang tính cách nó thoải mái hơn, nó vui tươi hơn, nó tươi táo hơn. Chắc cũng mong một số cô chú bác anh chị em lớn tuổi khi xem clip thì cũng thông cảm, có thể cách văn phong hay cách nói chuyện của Huy nó sẽ không phù hợp với một số anh chị, nhưng mà miễn mọi người cảm thấy nó hứng thú, nó vui tươi và không có gì đó thất lễ thì thôi thông cảm cho Huy. Rồi, điểm thứ ba, Huy lưu ý trong cái clip này thì Huy sẽ chèn khá nhiều từ cái từ ngữ tiếng Anh. Lý do là bởi vì trong cái danh mục hồ sơ này sẽ có rất nhiều cái thuật ngữ, cái danh từ sử dụng bằng cái từ chuyên môn của tiếng Anh. Thì chắc chắn là mình phải nói tiếng Anh cho nó chuẩn nghĩa, và các bạn khi các bạn, đặc biệt là một số anh chị sắp qua thì họ sẽ hiểu được cái form đó, bởi vì nó sẽ rất nhiều form và họ sẽ hiểu được cái form đó nó mang cái form gì, họ không mang lộn cái form đi. Ok, vậy giờ thì chúng ta bắt đầu. Here we go. Theo Huy nhé. À mà, có gì đâu mà để theo. Mình nói với checklist mà. Thứ nhất là cái passport các bạn phải còn hạn. Tốt hơn hết thì các bạn nên còn thời hạn nó hơn 2 năm, nếu nhiều nhất. Nếu tối ưu nhất thì các bạn nên có còn thời hạn từ 5 đến 10 năm, để sau này các bạn còn không phải là gia hạn thêm passport hay là các bạn phải đổi một cái passport mới. Khoản mất công tới lãnh sứ quán tại Canada hay là trở về Việt Nam để đổi một cái nó cũng khá nhiều kệ. Rồi, nếu passport các bạn không còn thời hạn thì phương án giải quyết như thế nào? Thì các bạn, tôi nghĩ là các bạn có thể lấy thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe, giấy khai sinh gì đó, các bạn cứ nộp thử, còn qua được hay không thì em biết. Tôi nghĩ là các bạn có thể lấy thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe, giấy khai sinh gì đó, các bạn cứ nộp thử, còn qua được hay không thì em biết. Cái gì? Mày nói cái gì? Nha, qua được hay không thì không biết. Nếu các bạn qua được thì các bạn báo cho Huy để sau này Huy còn báo lại cho cái người khác. Ok, còn Huy qua mình bắt boss thôi. Cái thứ hai đó là cái thư chấp thuận của World Permit, nó còn gọi là World Permit Approval Letter, và cái thư của IRCC. Thì theo mình thì trong quá trình mình làm hoàn thiện cái hồ sơ để có visa thì cũng có khá nhiều mail từ chính phủ Canada, mail từ IRCC, mail từ CC, rồi mail cũng 3,000 cũng nhiều nơi gửi tới để cả nơi cấp cái visa cho mình. Thì tốt hơn hết mình có lời khuyên cho bạn thì các bạn cứ in tất cả thật những cái mail mà liên quan chính phủ gửi tới cho mình, và toàn bộ những chứng từ của Canada thì họ sẽ không có đánh mộc mà chỉ gửi qua mail thôi. Trên mail thì nó sẽ có những cái mã vạch có QR code đó, thì bạn cứ in hết những giấy tờ đó ra, thêm một vài ram giấy nữa thì nó cũng chẳng không tăng thêm cái trọng lượng của cái hành lý của bạn bao nhiêu hết.
nhưng mà nó sẽ thuận lợi cho bạn sau này. Các bạn có những hồ sơ đó thì các bạn không phải chỉ là nhập cảnh không, mà các bạn có thể đi làm tiếp những cái SIN ID, cái SIN, cái ID, rồi mở bank account gì đó, rất nhiều thứ để còn tận dụng đó. Healthcare, rồi khai RICAN gì đó, hình như là vẫn còn. Thì các bạn nên phụ tô thay vì mỗi thứ đem một bản thì các bạn nên làm 3-4 bản nữa. Để trong một số trường hợp sau này các bạn mới qua chưa có máy in, dĩ nhiên các bạn cũng có thể là sử dụng cái máy in của library, máy in của một số nơi mà mời bạn bè gì đó, nhưng tốt nhất thì mình cứ chủ động có một vài cái hồ sơ trong đó. Ok. Cái điểm thứ ba, mình tin rằng nếu bạn không có thì sẽ không bao giờ bạn tới được Canada, cho dù bạn có đẳng cấp, bạn có nhiều tài sản đến đâu, bạn có hồ sơ bạn tốt như thế nào, bạn không có thì bạn sẽ không bao giờ tới được Canada. Đó là book vé máy bay. Do luật sư mình khuyến nghị thôi, chứ thực chất chính phủ Canada họ cũng sẽ không quá ép buộc mình phải book vé máy bay. Mình tin là chính phủ Canada cũng khá là nhân văn, thì bạn hoàn toàn có quyền chọn phương án đi bộ hoặc là phương án chèo xuồng vượt Thái Bình Dương, là Đại Tây Dương gì đó. Thì bạn hoàn toàn có quyền chọn phương án đi bộ hoặc là phương án chèo xuồng vượt Thái Bình Dương, là Đại Tây Dương gì đó. Miễn sao bạn tới Canada thì chính phủ hoàn toàn có thể cho bạn nhập tịch được. Vậy nha. Hồi sơ tư, ai rảnh vô rửa anh tôi đóng chén đi. Thôi anh lo nói chuyện quá, còn đóng chén ở đây. Ok, nói chứ hồ sơ tư đó là cái thư tuyển dụng của nhà tuyển dụng bạn, các bạn. Thì các bạn nên chắc chắn là các bạn phải có cái thư tuyển dụng này thì các bạn mới được nhập tịch tại Canada. Thì các bạn cũng nên học thuộc cái nội dung trong thư, ví dụ như nhà tuyển dụng tên là gì, địa chỉ ở đâu, họ thuê bạn bao nhiêu giờ tiếng một tuần, thu nhập như thế nào, trả overtime như thế nào, nhiều thứ thì các bạn nên học thuộc để bên cái phòng nhập cảnh họ sẽ hỏi về cái nội dung này. Nếu các bạn trả lời cho quốc thì họ cũng cho bạn theo luôn. Ok. Và sau thứ năm đó là giấy khám sức khỏe, nó còn gọi là medical information sheet. Ok, giấy khám sức khỏe này nó khác với vậy lại giấy test covid trong vòng 72 tiếng nha mọi người, lưu ý cái giấy khám sức khỏe này nó sẽ có giá trị thời hiệu trong vòng 6 tháng. Thì bạn nào đã khám sức khỏe trước đó 6 tháng mà bị ban lại hồ sơ, là các bạn chưa đi bay qua bên landing bên Canada, thì các bạn phải gần như chắc chắn các bạn phải làm lại giấy khám sức khỏe này theo chỉ định của chính phủ Canada. Cái này, giấy khám sức khỏe này thì không phải là mình muốn khám chỗ nào mình khám, thì họ sẽ có những cái địa chỉ cụ thể cho mình những nơi khám. Ví dụ như tại Sài Gòn thì tại cái chung cư The Manor duy nhất tại chỗ này thôi, không có chỗ nào khám khác. Ok, qua một năm. Còn cái này, cái điện thoại này tôi để cầm nhà vui thôi, nó không có tác dụng gì hết. Đẹp hay không là do cái con này, con máy này và cái thằng này. Ok. Hồ sơ thứ 7 là test covid, test nhanh covid trong vòng 72 tiếng. Thì cái này trong clip trước tôi có nói rồi, thì các bạn có thể chọn các bệnh viện theo chỉ định và có test covid song ngữ. Tùy theo, nếu bạn muốn chuyên nghiệp pro thì có thể chọn Pháp Việt, còn như mình chọn Nguyễn Chí Vương, vừa rẻ và vừa cũng khá bán người. Còn cái này nói về vấn đề sức khỏe buồn quá mọi người, thực phẩm cũng không còn nhiều lắm, trong khi còn gần 10 ngày cách ly, cũng hơi căng á về sức khỏe, nhưng mà không sao cả, ăn ít thì đỡ bệnh, còn đỡ hơn rất nhiều anh chị em hay là bà con đồng bào ở Việt Nam. Thì hiện tại cũng đang trong mùa dịch, thậm chí trong tủ lạnh cũng chưa, không có tủ lạnh luôn, chứ đừng nói tủ lạnh trong quá trong quát. Rồi, cái đây là mai mốt mình trời lạnh, vào trời tuyết thì mình mở cái tủ này ra cho nó ấm nhá. Tủ lạnh đảm bảo nó ấm hơn nhiệt độ ngoài trời.
Giờ mới tới là một thứ bảy ha mọi người. Hồi nãy buồn ngủ quá, nó lộn. Một thứ bảy đó là mọi người đào cả hai cái app. Một là app Reckon, hai là app Integration. Thì cái này hồi bữa trong clip trước mình cũng có nói, đào về và tự khai trong đó. Nhớ lưu lại những cái mã QR khi mình khai xong, để sau này mình tới sân bay mình sẽ cung cấp cho những mã QR này, họ quét hồ sơ cho nhanh. Ok, còn bây giờ chắc ngủ một tí xíu đây. Thì mọi người nhớ, nếu thích hứng thú hay là có những cái gì đó bổ sung thêm cho mình thì comment, like và share. Dù thích like và subscribe chứ. Dù gái trai cứ là bingo. Mình tin rằng mình sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích cho các bạn. Tâm linh đó không đủ được đâu. Tôi đi ngủ đây.